là liền chiếc tắm bể bơi các bạn ạ. Đấy, nóng không chịu nổi luôn. Đông, đông. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình sẽ thử thách chơi vớt đồ dưới bể bơi. Và đây, chúng đâu rồi? Chúng đâu? Đây, đây chính là những món đồ để chúng mình vớt các bạn ạ. Đấy, đây, trong cái rổ đấy toàn là những món đồ chơi của em Lộc nhà mình thôi. Hôm nay chúng mình sẽ thử thách chơi vớt đồ dưới bể bơi để xem ai sẽ là người giành chiến thắng nha. Thế phần thưởng là gì ạ chị? Phần thưởng là một que kèo. Đấy, đã chưa? Bơi lên xong làm que kèo có phải mát hẳn không? Mát hẳn. Đây, đây các bạn ơi, đấy, mình sẽ nói luật chơi cho các bạn biết nha. Luật chơi như sau, chúng mình sẽ thả những cái món đồ chơi xuống dưới này và nhảy xuống để vớt và đặt lên cái bờ. Ai mà vớt được nhiều sẽ giành chiến thắng. Các bạn hãy nhớ đó xem nha. Bây giờ sẽ let's go. Go. Nếu cái kiểu gì đây? Yeah.
mấy cái của mình ấy. Ra bể bơi cuối cùng và ai là người ngưng tắm cuối cùng, ai là người